Nghệ sĩ Lê Bình bị hoại tử thân dưới nghiêm trọng, không ăn được và nói chuyện khó khăn. Mấy ngày trước, nghệ sĩ Lê Bình còn đùa vui, nhưng hôm nay ông quá mệt, nói chuyện khó khăn khi đồng nghiệp tới thăm. Thân dưới của nghệ sĩ Lê Bình bị lở loét nghiêm trọng. Tháng 8 2018, nghệ sĩ Lê Bình bị phát hiện ung thư phổi nặng khiến nhiều người lo lắng. Dù vậy, từ thời điểm đó đến nay, nghệ sĩ Lê Bình vừa tích cực điều trị bệnh, vừa tiếp tục dành thời gian cho hoạt động nghệ thuật ở những dự án phù hợp sức khỏe. Tuy nhiên, mới đây, nghệ sĩ Lê Bình đã phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, bị liệt nửa thân dưới, hai chân sưng phù do bệnh càng lúc càng nặng. Sau khi biết thông tin này, nhiều đồng nghiệp đã kêu gọi ủng hộ cho ông. Trưa ngày 10 tháng 4, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Trung Dân, Nhật Cường và đạo diễn Lê Bảo Trung đã đến thăm nghệ sĩ Lê Bình. Dù trời mưa, Sài Gòn nóng bức và phải gửi xe, đi bộ khoảng 1 km mới tới được phòng nghệ sĩ Lê Bình, nhưng ai cũng nhiệt tình. Theo chia sẻ của một người thân thiết với nghệ sĩ Lê Bình, mọi người tới đúng giờ ông đang hóa trị nên không được tiếp xúc trực tiếp mà phải chờ bên ngoài một lúc khá lâu. Khi nghệ sĩ Lê Bình đã bớt đau và tỉnh, anh em nghệ sĩ mới vào thăm hỏi trò chuyện. Nghệ sĩ Lê Bình mệt mỏi nhưng vẫn ráng nói chuyện với mọi người. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và đạo diễn Lê Bảo Trung động viên ông mong khỏe để tiếp tục đi làm phim. Nghệ sĩ Lê Bình cho biết ông phải truyền 6 chai thuốc, mỗi chai có giá 62,5 triệu đồng. Điều đó có nghĩa là tiền thuốc điều trị rất tốn kém, nhưng đó là liệu trình bắt buộc đối với bệnh của ông ở giai đoạn này. Dù các bác sĩ khuyên gia đình nên ép Lê Bình ăn cho mau hồi sức vì truyền thuốc sẽ rất mệt, nhưng tôi không thể ăn uống gì được vì quá đau, uống nước cũng nghẹn không nuốt được, nghệ sĩ Lê Bình nói. Từ ngày bị liệt nửa thân dưới do mất cảm giác hoàn toàn, trời lại quá nóng và hồng nên phần mông của Lê Bình bị lở loét nghiêm trọng mà ông không hề hay biết. Tới khi người thân vệ sinh và kiểm tra mới phát hiện ra, nghệ sĩ Lê Bình cũng cho hay so với mấy ngày trước thì hôm nay ông mệt hơn rất nhiều, dù vậy ông chỉ biết cố gắng để mình không quá bi quan. Nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ ông đang viết hồi ký mới được 2 chương thì bệnh nặng quá nên chưa viết tiếp được. Dù sức khỏe yếu nhưng Lê Bình vẫn mong muốn sẽ hoàn thành cuốn hồi ký vào cuối năm nay và sẽ tự viết khi điều kiện sức khỏe khá hơn. Thái Hòa, Cẩm Ly lặng lẽ đến tiễn biệt anh Vũ lần cuối. Chiều 10 tháng 4, một số nghệ sĩ như Phi Phụng, Tuyết Thu đã đến viếng anh Vũ vào lúc thời tiết Sài Gòn nắng nóng. Từ khi thi hài anh Vũ được đưa từ Mỹ về Việt Nam, linh cữu quàn tại chuồng quan thành phố Hồ Chí Minh, từ chiều 9 tháng 4, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đến thắp hương tiễn biệt nam diễn viên hài quá cố. Đến chiều 10 tháng 4, một số đồng nghiệp như Tuyết Thu, Phi Phụng, Thủy Mười cũng đến viếng anh Vũ dù thời tiết vô cùng nắng nóng. Nghệ sĩ hài Phi Phụng từng cộng tác với anh Vũ qua nhiều chương trình, chị cho biết đàn em vui tính hóm hỉnh, luôn trêu chọc mọi người trong hậu trường. Nghe tin anh Vũ qua đời tại Mỹ ở tuổi 48, chị xót thương cho người em đồng nghiệp. Diễn viên Thủy Mười vừa từ phim trường vội vã đến viếng anh Vũ, chị cho rằng cố nghệ sĩ đã sống cuộc đời trọn vẹn, hết mình vì nghệ thuật, được khán giả yêu thương. Kim Tuyến vừa trở về từ Mỹ cũng đến tiễn đưa anh Vũ. Trong chuyến lưu diễn vừa qua, cô đã đóng chung với anh 2 suất vở kịch Hương Vị Tình Yêu. Nữ diễn viên chia sẻ vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng run rẩy khi biết tin anh Vũ ra đi. Không chỉ có tôi, tất cả anh em nghệ sĩ đóng kịch chung với anh ấy đều sốc lúc nghe tin dữ. Cầu mong hương hồn anh siêu thoát ở miền cực lạc, cô xúc động nói. Nghệ sĩ ưu tú Quế Trân thắp hương bùi ngùi tiễn biệt anh Vũ. MC Quỳnh Hoa từng làm việc với anh Vũ qua nhiều chương trình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, chị không quên sự nhiệt tình vui tính, duyên dáng của đàn anh trong công việc. Diễn viên Ngọc Tưởng chia sẻ với anh là lớp diễn viên trẻ, anh Vũ là đàn anh tốt bụng hết lòng vì đàn em. Ngọc Tưởng cho hay nghệ sĩ quá cố luôn tâm tình và có lời khuyên về nghề, về cuộc sống với đàn em mỗi khi có dịp công tác. Thái Hòa bừng thần khi nhìn linh cữu và di ảnh của anh Vũ, diễn viên để máy tính và nghệ sĩ quá cố làm việc chung tại sân khấu Hồng Vân những ngày đầu thành lập. Sau này anh theo đuổi các dự án điện ảnh nên tạm dừng đóng kịch. Tuy vậy anh khẳng định vẫn giữ mối tâm tình với các đồng nghiệp tại sân khấu. Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh Thanh Thúy cũng đến tiễn biệt anh Vũ. Diễn viên hài Quang Minh đến viếng anh Vũ, anh thở dài nói, cuộc sống quá vô thường, vô thường. Trước đó trên trang cá nhân, nghệ sĩ hài chia sẻ về sự ra đi bất ngờ của anh Vũ, quá bất ngờ và không thể tin được, cho dù đây là sự thật, biết nói gì đây ngoài lời cầu chúc em ra đi thanh thản, hãy tươi cười và xem như trả nợ xong một kiếp người. Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh đến tiễn đưa anh Vũ sau ngày quay phim căng thẳng. Thời gian trước, anh từng bị viêm phổi, phải nghỉ việc điều trị trong 2 tháng. Sau này khỏi bệnh, anh lại miệt mài đóng phim và làm giám khảo các chương trình truyền hình.
Long Nhật òa khóc nức nở trước linh cữu đàn anh. Nam ca sĩ thân thiết với anh Vũ từ khi về sân khấu Hồng Vân diễn kịch. Cả hai từng phối hợp ăn ý trong vở kịch Xóm Trọ 3D. Cẩm Ly, kể từ sáng sớm ngày 1 tháng 4 đọc tin anh Vũ mất, chị không tin là sự thật. Anh vừa đăng bài khoe show diễn đầu năm hôm trước thì hôm sau đã ra đi. Tôi thật sự bàng hoàng, mãi nhớ tinh thần lạc quan lan tỏa cuộc sống, cũng như nụ cười của anh. Yên nghỉ anh nhé, nữ ca sĩ chia sẻ. Đăng status không đầu không cuối, Harugon suýt khiến Trấn Thành phải gánh tiếng oan ngoại tình. Cũng chỉ vì Harugon quá bất ngờ, thấy chứng cớ vẫn không muốn tin, nhiều người đồn đoán cô đã phát hiện ra bằng chứng ngoại tình của Trấn Thành. Cách đây ít giờ, Harugon đăng tải một status thể hiện sự bàng hoàng trên trang cá nhân. Theo câu từ của giọng ca gốc Hàn, có vẻ như cô đang bị sốc khi đón nhận thông tin ngoại tình. Quá bất ngờ, thấy chứng cứ mà vẫn không muốn tin, Harugon thẳng thốt. Ngay lập tức, dòng trạng thái của Harugon khiến cộng đồng người hâm mộ vô cùng hoang mang. Ai nấy đều lo lắng vì tưởng tượng ra cảnh vợ chồng Trấn Thành Harugon xảy ra chuyện, cơm không lành, canh không ngọt. Cũng chỉ vì Harugon quá bất ngờ, thấy chứng cứ vẫn không muốn tin, nhiều người đồn đoán cô đã phát hiện ra bằng chứng ngoại tình của ông xã. Status lấp lửng của Harugon khiến nhiều người nghĩ tới chuyện cô bắt quả tang Trấn Thành ngoại tình. Dưới phần bình luận, các fan của Harugon hoảng loạn. Chuyện gì vậy chị ơi, đừng làm em lo lắng. Chị ơi, nếu có chuyện xấu gì thì chị cũng nên bình tĩnh, thương chị lắm. Chị ơi, đừng làm tụi em lo. Chị ơi, có fan và mọi người luôn bên cạnh chị. Có gì từ 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 bình tĩnh, không được buồn. Bạn ơi, mạnh mẽ lên, chuyện gì cũng có hướng giải quyết tốt đẹp mà. Các fan hoang mang khuyên Harugon hãy mạnh mẽ vượt qua tất cả. Thấy status có vẻ gây hiểu nhầm nghiêm trọng, Harugon đã đính chính thông tin dưới phần bình luận. Cô cho hay vừa đọc một tin tức gây chấn động từ Hàn Quốc, nói về một người đàn ông đang được người dân xứ Hàn yêu mến nhưng bất ngờ vướng phải quá nhiều vụ lùm xùm. Lúc này các fan mới được thở phào vì chuyện tình anh Shin chị Ri vẫn ngọt ngào, không như những gì họ vừa tưởng tượng ra. Harugon chia sẻ cụ thể sau khi đăng status không đầu không cuối gây hoang mang. Các fan thở phào khi Harugon nói rõ ràng và Trấn Thành cũng hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện này. Trường Giang tiết lộ vợ chồng Trấn Thành và Harugon vừa mua nhà hơn 20 tỷ. Trường Giang chia sẻ vợ chồng Harugon vừa mua một căn nhà ở quận 1 có giá 15 tỷ, trong khi anh chỉ ở chung cư. Vợ chồng Trấn Thành Harugon mới mua căn nhà bên quận 1, nhưng 15 tỷ chỉ là mua thôi, còn sửa mất 5 tỷ nữa tổng là 20 tỷ, Trường Giang chia sẻ. Mới đây, trong một clip hậu trường của chương trình, danh hài Trường Giang có những chia sẻ về cặp vợ chồng Trấn Thành Harugon. Khi bắt đầu ghi hình, Trường Giang cho biết anh đang chờ Harugon đến tiền xong mới tiến hành quay và bất ngờ tiết lộ vợ chồng Harugon là giàu nhất showbiz vì cả chồng và vợ đều kiếm tiền trong khi cô vợ không biết xài. Harugon chưa xài tiền của mình nên giàu lắm. Đồng thời, danh hài Mười Khó chia sẻ vợ chồng Harugon vừa mua một căn nhà quận nhất trên đường Nguyễn Phi Khanh trị giá 15 tỷ, trong khi mình chỉ ở chung cư. Mà 15 tỷ là mua thôi, còn sửa lại thêm 5 tỷ nữa nha, mua bằng tiền của Harugon luôn, chứ không phải tiền chồng, anh chia sẻ. Để minh chứng cho câu nói của mình, ông xã Nhã Phương kêu Harugon lại hỏi việc. Chuyển sang nhà mới, bà xã Trấn Thành tiết lộ nhà mới của cô đã sửa hơn 1 năm rồi, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Ngoài ra, trước câu hỏi liên quan đến chuyện thường xuyên nói xấu Harugon khi cô vắng mặt ở một tập phát sóng, ông xã Nhã Phương lên tiếng đính chính. Harugon là một cô gái đến từ Hàn Quốc, không có gì để nói xấu hết. Cô bé vừa xinh đẹp, vừa duyên dáng, vừa dễ thương, tài năng và biết xài tiền kỹ. Trước đó không lâu, cũng tại một buổi họp báo, Trường Giang gọi Đại Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam. Và mới đây nhất, nam MC phải đi phân trần với mọi người. Đừng gọi Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam, đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi. Dù là người thông minh duyên dáng trong những biến hài trên sân khấu, nhưng Trường Giang lại không ít lần khiến đồng nghiệp kém vui, nhận gạch đá từ công chúng vì những màn chia sẻ không biết thật giả như thế nào. Thu Trang tiếng luật xúc động trước linh cữu anh Vũ. Tối ngày 10 tháng 4, đông đảo nghệ sĩ và khán giả tiếp tục tới chùa Ấn Quang viếng anh Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhóm các nghệ sĩ hài miền Nam cùng nhau đến viếng anh Vũ lúc đêm muộn. Danh hài Vân Sơn thương tiếc người em hiền lành ra đi ở tuổi 48. Trong khi đó, Hồng Tơ đến viếng lần thứ hai kể từ ngày linh của anh Vũ được đưa về đến Việt Nam. Anh của anh Vũ như một người em thân thiết đã giúp đỡ nhiệt tình khi anh lần đầu sang Mỹ. Tiếng luật nghẹn ngào khi nhìn di ảnh và linh cữu của đàn anh. Nam diễn viên hài nhớ mãi những ngày đầu vào nghề, được anh Vũ hướng dẫn và chia sẻ nhiều kinh nghiệm diễn xuất.
Diệu Nhi chưa có nhiều lần hợp tác với người anh trong nghề, nhưng dành sự ngưỡng mộ cho sự nghiêm túc trong công việc của anh. Thu Trang dù mệt mỏi với công việc vẫn đến tiễn biệt anh Vũ. Trước đó vợ chồng cô tích cực đóng góp nhằm hỗ trợ đưa thi hài anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam. Thúy Nga đưa con gái Nguyệt Cát đi tiễn đưa đàn anh. Trước đó cô cùng các Phật tử chùa Ấn Quang lập đàn tụng kinh, cầu siêu cho cố nghệ sĩ. Jennifer Phạm cũng đến viếng anh Vũ nhân dịp vào thành phố Hồ Chí Minh công tác. Đến viếng anh Vũ lúc 11 giờ khuya, nghệ sĩ hài Vũ Thanh xúc động nghẹn ngào, anh không ngờ anh Vũ lại ra đi đột ngột khi trước đó vẫn làm việc vui vẻ và tích cực. Danh hài Vân Sơn thắp hương tiễn biệt người em đồng nghiệp. Đạo diễn Nhất Trung cho hay, cũng như các đồng nghiệp khác, anh sững sờ khi nghe tin anh Vũ qua đời. Hạnh Thúy không kìm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của anh Vũ. Nữ diễn viên cho biết sẽ nhớ mãi hình ảnh một người anh yêu nghề khó tính, yêu ghét rõ ràng, luôn hết mình với từng giây trước khán giả. Quá cảm xúc, Hạnh Thúy dường như không đứng vững sau khi thắp hương từ biệt anh Vũ. Theo quan sát của phóng viên, Hạnh Thúy đứng bên quan tài của đồng nghiệp quá cố gần 10 phút, liên tục gạt nước mắt. Dương Cẩm Linh không quên những lần gặp gỡ anh Vũ tại sân khấu Phú Nhuận. Cô kể mỗi khi gặp, cô thường bị đàn anh trêu chọc, trêu đùa hài hước. Cô nghẹn ngào nói, anh ra đi thật thanh thản, nhẹ nhàng. Hợp tác với anh Vũ trong nhiều chương trình, vở diễn, Đại Nghĩa bồi hồi không tin đồng nghiệp đã ra đi. Anh luôn nhớ về nụ cười mớm và tài đọc thơ của anh Vũ. Thanh Duy Idol cho hay quá sốc khi nghe tin anh Vũ qua đời, bởi trước đó cả hai mới quay hình chương trình Ký ức vui vẻ. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thành tâm cầu nguyện linh hồn đàn anh được phiêu diêu miền cực lạc. Anh tin rằng một người nhân hậu và hết lòng vì mọi người như anh Vũ sẽ được về cõi Phật. Trong khi đó, rất đông các diễn viên trẻ từng là học trò của anh Vũ cũng có mặt đưa tiễn thầy. Các em cho biết cố nghệ sĩ tận tình chỉ bảo từng người, không phân biệt vai nhỏ vai lớn. Theo ghi nhận phóng viên, dòng người đến chùa Ấn Quang ngày càng đông, không ít người là khán giả hâm mộ anh Vũ đến thắp nén hương tiễn đưa anh, nhưng rất nhiều người dân đến vì sự tò mò hiếu kỳ. Họ đến để tận mắt nhìn những nghệ sĩ nổi tiếng mà trước đây chỉ xem qua màn ảnh, vì sự xuất hiện của những người hiếu kỳ và đội quân YouTuber khiến tang lễ bị lộn xộn ồn ào. Dù đã 23 giờ khuya, nhưng nhiều khán giả vẫn hiếu kỳ chưa rời khỏi chùa Ấn Quang. Họ quyết tâm ở lại, chờ đợi để được nhìn các nghệ sĩ nổi tiếng đến viếng anh Vũ. Theo ghi nhận, đội bảo vệ của ban tổ chức lễ tang phải làm việc cực lực để giữ gìn trật tự, song vẫn có nhiều cuộc cãi vã, những lời bàn tán thiếu tế nhị.